con thấy cây da này lớn kinh khủng luôn á. Thì đó, nó mau lớn, nó tốt quá đó. Cái này chắc cỡ chừng 2 năm vậy thôi tôi ha. Ủa 2 năm sao lớn được vậy cô? Vậy 2 3 năm gì à, này ta đem làm. Thiệt đó, như giờ phi á, 11 12 giờ á là người ta thấy cái bóng thâu, chứ còn ra không có thấy gì, với lại cũng ai nhét cái gì. Dạ. Ví dụ người ta dòm ra đây ta thấy cái bóng trong đây đi ra vậy. Nói cũng như xây dựng tầng 1, tầng 2 mà xây tới tầng 3, tầng 4 hiểu không? Khỏe. Là dạ. Chứ còn người ra không có ai thấy cái gì. Chỉ ở ngoài kia người ta dòm người ta thấy cái trán ở trong đây đi ra vậy thôi, bóng trắng vậy thôi. Chứ người ra không có nhét, không có gì hết. Kiểu thấy ông bà ngữ đây đi ra đi vào vậy thôi. Vậy thôi, chứ còn người ta không có nhét mình, không có lại gì mình nói gì á. Chào cô về luôn nha. Dạ. Mến chào các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại bãi biển Hòn Rơm Phan Thiết. Thì hôm nay trên đường đi khám phá, tìm hiểu những cái ngôi nhà hoang, những địa điểm tâm linh thú vị tiếp theo, thì ở trên đoạn đường quốc lộ này á, mình vô tình bắt gặp ở đây, nhìn từ quốc lộ nhìn vào á, thấy có một ngôi nhà bỏ hoang, nhìn cũng khá là rùng rợn. Thật sự mình cũng rất là tò mò, không biết bên trong cái căn nhà này nó như thế nào, và chủ nhân nó vì sao người ta lại bỏ hoang mà nhìn nó rất là âm u. Bây giờ xin mời cả nhà cùng đồng hành với Hoàng clip này nha. Thì đây chính là một cái khu biệt thự bỏ hoang. Rất là nhiều căn nhà bỏ hoang trong này luôn. Nhìn từ ở quốc lộ mình nhìn vào ở đây, nó có một gốc cây da rất là to luôn cả nhà. Thật sự mình không hiểu vì sao chủ nhân lại trồng một gốc cây rất là to ở trước sân như thế này. To kinh khủng luôn. Nhìn có vẻ rất là âm u và thú vị. Thật sự mình cũng rất là tò mò. Đi ngang ở ngoài quốc lộ á, nhìn vào đây á, mình thấy cái bóng cây này á, nó âm u, nhìn rất là ghê luôn. Nhìn xa xa thì thấy có một căn biệt thự ẩn khuất ở trong cái lùm cây này nè. Một gốc cây da to kinh khủng luôn mọi người. Có một điều mình rất là thắc mắc, tại sao một cái nơi ở mà người ta lại trồng một gốc cây mình nhìn thấy nó khá là tâm linh và ma mị như thế này. Theo như mình ước tính cái tuổi đời của gốc cây này có lẽ khoảng 30-40 năm á mọi người. To lắm luôn. Gốc cây này khoảng phải trên 10 người ôm mới giáp á. Ở đây giống như một cái sảnh của một khu resort, một cái quầy lễ tân, nhưng mà người ta bỏ trống rồi, mình không biết bên trong nó như thế nào. Trong đây ui nó thông qua bên kia luôn mọi người. Mình thấy có rất là nhiều đồ trong này. Ui con gì vậy ta? Mình mới thấy con gì nó chạy qua bên này. Ui người ta bỏ rất là nhiều bình ga. Những cái bình ga của bếp ga mini trong này rất là nhiều luôn. Đây là những cái vết vẽ của các bạn, có lẽ là dân phượt á. Người ta ghé đây sơn rất là nhiều ở trên cái bức tường này nè. Bây giờ mình sẽ di chuyển ra phía sau cái căn nhà này á. Ở phía sau cái đường xuống bãi biển mình thấy phía sau đó nó có những cái căn hộ bỏ hoang rồi đó. Ở đây là cả nhà. Nhìn khá là u ám luôn. Chỗ này là con đường dẫn xuống bãi biển đó mọi người. Ui. Cây cối tùm quá chừng luôn mọi người ơi.
thì nó lẩn khuất ở trong cái bụi lùm này nè, là nó có một cầu thang. Một cái cầu thang nó dẫn lên trên lầu đó mọi người. Nhưng mà làm sao đi được? Đường nào lên đó ta? Nó có một cầu thang lên trên đó nữa. Để mình sẽ di chuyển, mình tìm cái đường để lên cầu thang này. Cầu thang nó nằm ở giữa một cái bụi lùm này luôn nè. Ôi ôi. À, có lẽ là phía sau này có một con đường đi. Gốc cây si này nó to kinh khủng luôn mọi người. Còn cái khu này á, mình thấy người ta nhân ra từng phòng. Nó giống như là một khu resort, khu nghỉ dưỡng nha cả nhà. À đây nè, bên đây nó có con đường đi nữa nè. Ôi chỗ này có rất là nhiều phòng luôn cả nhà ơi. Theo như mình nghĩ, cái ngôi nhà này có vẻ là bỏ hoang cũng khá là lâu rồi. Cũng gần cả chục năm rồi mọi người. Dòm nó xuống cấp rồi. Rồi những gốc cây si nó bao phủ. Cũng khá là lâu rồi. Ồ, đây là cái khu nhà vệ sinh. Ở trên đó nó có một sợi dây thòng lọng đưa xuống nữa kìa. Cái con gì nó mới nhảy sau lưng mình đó mọi người. Trong đây nó có một căn phòng nữa. Khi mà mình mới bước vào tới đây á, là nhìn từ xa mình thấy trong đây nó có một cái giường tre. Tại sao một cái phòng sang trọng thế này mà lại có một cái giường tre trong đây? Đúng rồi cả nhà, một cái giường tre. Ui, cảnh tượng nó hoang tàn mà nhìn nó ma mị. Có một điều mình cũng thấy khá là lạ, một căn phòng sang trọng như thế này mà tại sao để một cái chổng tre ở đây? Còn cái cây này ta để đây làm gì mọi người? Phía trên đây mình thấy có mấy sợi dây thòng lọng. Người ta treo ở đây để làm gì mọi người? Hai cái vòng cổ luôn. Bắt đầu mình cảm thấy rất là tò mò ở cái khu này. Qua năm tháng thì mấy cái rễ cây si bắt đầu nó bò. Ngôi nhà này mình vào buổi trưa thì nó như thế này. Nếu mà mình vào đây buổi tối có lẽ khá là rùng rợn. Thì đây chính là một trong hai cái cầu thang mà lúc nãy mình nói với mọi người á. Bên này nó có một cầu thang nè, rồi bên kia nó có một cầu thang nữa, nó tương tự như thế này nè. Nó hai bên, nhưng mà cái đường đi phía bên kia đó cả nhà, cái lối đi nó bít rồi, lên không có được. Để mình sẽ đi lên cái đường này, mình tìm cái đường lên để xem trên đó nó như thế nào. Thật sự mình cũng khá là tò mò. Qua hàng chục năm ở trên đây nó không biết như thế nào. Đó, đây là con đường lên rồi cả nhà. Bên kia nó vẫn có một con đường lên nữa, nhưng mà nó bịt cái lối rồi. Có một gốc cây bồ đề nó mọc ngay chỗ cầu thang này luôn cả nhà. Đây là gốc cây bồ đề nè, đó. Rất là nhiều mấy cái ổ kiến vàng.
Đây là ở trên lầu 1 của cái sảnh này. Không biết nó như thế nào. Nhìn thấy nó khá là hoang tàn. Có một cái áo của ai đó bỏ ở đây nữa. À, rất là nhiều vỏ chai bia luôn. Vỏ chai bia nè mọi người, lon bia. Rồi những cái vỏ chai của những cái bếp ga mini á, người ta sử dụng bỏ trên này rất là nhiều luôn. Wow, trên đây là một cái sảnh rất là đẹp luôn. À, đây là cái gốc cây cổ thụ mà hồi nãy mình đứng dưới đó mình quay cho mọi người xem á. Ở trên nhìn xuống to khiếp luôn. Thì ở trên đây nó trống lóc không có gì mọi người. Ngoài những cái vật dụng của ai đó lên đây người ta ăn nhậu uống bia trên này. Chỗ này mình thấy có rất là nhiều bông gòn trắng trắng này nè. Đó là những bông gòn. Có lẽ những cái bông gòn này trong những cái áo gối người ta xé ra mọi người. Người ta bỏ trên này rất là nhiều luôn. Thật sự khi mà mình từ trên này nhìn xuống không thấy lối đi luôn. Mấy cái cây này nó mọc, nó che hết cái lối đi rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ đi xuống ra phía sau. Ở phía sau mình thấy có khá là nhiều cái khu biệt thự nó bỏ hoang ở phía sau á. Để mình sẽ đi ra đó xem ở phía sau cái khu đó, ở trong những cái ngôi biệt thự này nè. Đó, đây là cả nhà. Ở đây mình nhìn sang bên đó có mấy khu biệt thự rất là sang trọng luôn. Đây một cái, hai, ba, nó có ba khu. Mình không biết bắt đầu khám phá từng cái căn từ cái khu nào nữa. Còn cái dãy bên đây nè, nó có rất là nhiều phòng luôn. Theo như mình nghĩ, khi xưa ở đây là có lẽ là một cái khu nghỉ dưỡng, khu resort không mọi người. Vì chỗ này là nó dẫn xuống bãi biển. 20 mét thôi là tới bãi biển rồi. Đường nào để mình vào cái khu này mọi người. Ui, nhìn nó khá là mù. Có một cái hình vẽ. Ở đây người ta vẽ cái gì vậy mọi người? Một cái bức hình nhìn khá là lạ. Còn ở trên những cái tòa nhà này á, nhìn từ bên ngoài mình thấy ở trong đó người ta vẽ cũng khá là nhiều. Nhưng mà mình không biết đi vào cái đường nào nữa. Ừ, 12 giờ trưa rồi cả nhà. Cái tiếng động cơ đó là của những chiếc tàu nó đang chạy ngoài biển đó mọi người. Chỗ này mình xuống với bãi biển cũng khá là gần. Đây là một công trình bỏ hoang nhìn rất là ma mị luôn. Lúc trước ở đây nữa có một cái hồ bơi nè cả nhà. Còn chỗ này có lẽ là một cái quầy lễ tân. Mình mới nghe tiếng gì. Nó chạy lụp cụp trong đây nè. Chỗ này người ta vẽ những cái bức hình nhìn khá là lạ mắt.
căn phòng này nó có cái mùi, nó hôi như là cái mùi mùi dầu nhớt kìa mọi người. Ở trong nhà vệ sinh này mình thấy nó có mấy cái chén. Ủa, ai đem mấy cái chén vào đây làm gì mọi người? Người ta cúng kiến gì trong này á? Để mấy cái chén trong này nè. Và mình không hiểu tại sao ở trong căn phòng này người ta đem bốn cái chén để cúng cái gì mọi người. Đi qua cái phòng kế tiếp đi. Một cái mũ bảo hiểm, cái nón bảo hiểm ai bỏ đây nè. Ôi, rất là nhiều vỏ của trái dừa luôn. Ở đâu mà dừa khô người ta bỏ trong cái căn phòng này nhiều dữ vậy ta? Ai đem dừa vào đây mà lột rất là nhiều luôn. Cái phòng này thì cũng không có gì mọi người. Hôi quá. Mình nghe cái mùi hình như là của một cái động vật chết, như cái mùi chuột chết thôi cả nhà. Rất là hôi luôn. Ui, cái phòng này cũng vậy. Rất là nhiều vỏ dừa. Mình không biết là cái mùi đó cái con gì nó chết á, nghe khá là hôi. Chỗ này có một con gấu bông. Một con voi. Ở trong cái khu biệt thự này á, mình thấy khá là lạ là phòng nào người ta cũng đem những cái trái dừa vào đây người ta để rồi người ta lột trong này. Rất là nhiều luôn mọi người. Chỗ này là một cầu thang dẫn lên trên lầu. Chỗ này trước kia có lẽ là một cái công trình thang máy mà người ta tháo dỡ bỏ rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ lên trên lầu để xem như thế nào nha. Thật sự cái khu biệt thự này khá là lớn, rất là có giá trị luôn. Ở tại bãi biển Hòn Rơm Phan Thiết này. Mà tại sao chủ nhân lại bỏ hoang phí một công trình đồ sộ như thế này? Một khu đất rộng, khu resort cỡ khoảng 2-3 mẫu đất mà người ta xây những công trình đồ sộ thế này xong bỏ hoang. Ở đây có lẽ là trước kia những cánh cửa này mình không biết như thế nào, người ta đã đục phá hết rồi mọi người. Người ta cạy có lẽ là lấy sắt ván hết rồi. Ui. Thì từ ở nơi ban công này mình nhìn xuống ở phía ngoài đó, cả nhà thấy không? Một cái bãi biển rất là đẹp luôn. Một cái khu nghỉ dưỡng rất là có giá trị. Nhưng mà không hiểu như thế nào đó, người ta bỏ hoang nó như thế này. Nơi mà mình đang đứng chỗ này á, là cái lầu 5 của căn biệt thự này. Nó còn lên mấy lầu nữa cả nhà. Khá là cao luôn. Như ngay chỗ này mọi người cũng nhìn thấy, đây là những cái trụ gỗ. Khi xưa ở đây là một khu căn hộ, một khu biệt thự cao cấp nghỉ dưỡng. Rất là nhiều phòng luôn. Bây giờ mình sẽ đi xuống thôi mọi người. Ở trên đây thì
mình thấy người ta mới vừa tháo dỡ ra, đập phá, cài hết những cái khung gỗ, những cái khung sắt của những khung cửa ở đây rồi. Ở trong những cái khu tòa nhà căn biệt thự này á, thì mình thấy nó cũng không có gì là ma mị. Nó chỉ có cái khu mà ở gốc cây cổ thụ á, gốc cây si nãy á, là mình thấy nó u ám. Còn ở bên trên cái tòa nhà này á, thì có cái dấu hiệu của mọi người mới đến đây á, để mà người ta tháo dỡ những cái công trình ở đây ra. Vì thế nó nhìn nó không có ma mị như là ở phía trước. Ôi, xuống tới đất rồi mọi người. Ngay cái đoạn này mình thấy chim nó vào đây nó làm tổ khá là nhiều luôn. Căn phòng này cũng vậy nè. Những căn phòng này người ta đem vỏ dừa khô, trái dừa khô nó vô nó lộn đây nè, đầy luôn mọi người. Đó là một điều mình thấy khá là lạ ở trong những cái căn hộ này. Thì như mọi người, nếu mà ai đã từng đến cái khu mà Mũi Né, đặc biệt là khu ở Hòn Rơm này, thì cả nhà cũng biết ở đây ngày xưa dừa rất là nhiều. Như ở đây nè, cái khu resort này quá chừng nhiều dừa luôn. Dừa này là dừa cổ thụ từ ngày xưa tới bây giờ luôn cả nhà. Nó cao chót vót trên nó luôn, trái đầy nó luôn kìa. Vì thế có lẽ là người dân xung quanh đây ta nhặt những trái dừa khô này tập kết vô trong cái khu nhà này nè, trong những cái tòa nhà căn biệt thự nè, rồi người ta lột xong người ta bỏ vỏ trong đó rất là nhiều luôn. Thực sự clip hôm nay mình đi trên đường để mà ra Hòn Rơm thì đến nơi này á, nhìn từ ở ngoài lộ nhìn vào á, phát hiện ở đây nè, nó có những cái tòa cao ốc như thế này á, người ta bỏ hoang rồi nó thêm những gốc cây cổ thụ như thế này nè, làm cho mình thấy nó rất là ma mị, rất là tò mò mọi người. Vì thế mình quyết định vào đây để khám phá, tìm hiểu xem ở trong này á, người ta công trình nó như thế nào và người ta bỏ hoang nó bao lâu. Đây là con đường đi ra phía trước nè. Thì ở đây mình thấy chỉ có mấy cái cây cổ thụ này thì nó tùm. Ủa, cô cúng gì đây à cô? Dạ. Dạ. Ở đây thì mình thấy có mấy cô buổi trưa đến đây để cúng ở nơi gốc cây này nè. Ủa, gốc cây này có bao lâu rồi cô? Cũng mới đây. Dạ, đây xây khách sạn á. Dạ. Ôi. Cây da được. Dạ. Cây da. Ôi, ở đây con thấy cây da này lớn kinh khủng luôn á. Thì đó, nó mau lớn, nó tốt quá đó. Cái này chắc cỡ chừng 2 năm vậy thôi tôi ha. Ôi, 2 năm sao lớn được vậy cô? Vậy 2-3 năm gì à, này ta đem làm cũng 10 năm. Lâu dưới tớ. Gốc cây này lâu lắm hả cô? To lắm á, cái này cầu mà hơn 10 người ôm không giáp luôn á. Không tới 10 năm đâu, mới đất đây mà ta xây sát kẹn rồi. À, vậy là trước kia chủ nhân ở đây người ta bứng nguyên cây to vậy đây người ta trồng. Không, trồng cái nhỏ thôi. Ồ, vậy nó mau lớn nha cô. Nó tốt quá. Dạ. Ý là nó tốt quá. Rồi người ta xây lỡ dở là người ta bỏ hoang luôn. Rồi công trình này người ta bỏ hoang bao lâu rồi cô? Bỏ hoang chắc cũng mới vài năm đây à. Dạ. Dạng như khách sạn người ta đang làm rồi. Chứ cũng mới đây nha, không có lâu đâu. Là trước kia đây là khu khách sạn, khu resort nghỉ dưỡng đó cô. Đây là cái khu này là cái này là hồi xưa là nhà ta ở. Dạ. Rồi người ta bán. Ta bán cho người ta để làm khách sạn. Nhưng không ngờ chắc một dạng người ta làm người ta không đủ tiền đủ gì á. Dạ. Yeah. Hay là ở nhà nước người ta không cho làm gì thì mình không hiểu. Rồi người ta bỏ liều luôn. Rồi cái nó tốt nó lên lên đi. À. Người ta trồng thì người ta trồng cái nhỏ thôi. Vậy là công trình lúc trước là người ta nó hoàn thiện chưa cô? Chưa. À, cái này là dân người ta ở, ở dạng dân mà. Vậy là lúc đó đang làm dở dang người ta bỏ luôn. Là bỏ luôn. Dân ở này hỏi mà ai ra mua khúc nào là ta đến khúc đó. Vậy vậy còn dân ở nè. Còn dạ. Cái khách sạn này thì người ta mua được, người ta có tiền ta làm lên. Dạ. Như là không đủ tiền hay là
tao phẹt nhà nước gì đó mình đồ gì đó à. À dạ. Tao làm một tầng mà tao làm hai tầng, ba tầng mà làm tới 4 5 tầng. À có lẽ là cái khu chung cư này hồi đó nó cái quy hoạch nó làm nó không đúng á, rồi nhà nước không có cho làm nữa. À, tao phẹt. Dạ. Phẹt cái hết tiền luôn. Dạ. Ủa chỗ này là gì cô? Ông bào á. Ủa vậy đó hả? Ủa sao cô biết? Thì ông bà không sao không? À là cái tổ mối phải không? À đúng. Ông chủ bà chủ á. Cô biết sao không? Con cũng là một cái người đi tìm thế giới tâm linh, cho nên ở đây con thấy một gốc cây nó to vậy nè, cho nên con đến đây con quay phim con vậy đó hả? Dạ. Dạ. Kỳ nó ăn ở đâu được cũng vậy mà dù mình ăn ở cô bé ta cũng đâu có gì đâu bình thường. Dạ. Nghĩ á. Tại vì bỏ lâu quá. Nó chán đợi từ đây rồi kia đó. Đúng rồi. Cô nói như xây dựng tầng 2 tầng 1. Như ở đây từ nào giờ cô nghe linh vậy, là cô có nghe ai mà kể ở đây là có thấy cái gì không cô? Không. Có thấy chứ. Tuyệt đấu như giờ phi á 11 12 giờ á. Dạ. Là người ta thấy cái bóng thâu. Bóng à. Đường chứ còn ra không có thấy gì, với lại cũng ai nhét cái gì. Dạ. Ví dụ người ta dòm ra đây ta thấy cái bóng trong đây đi ra vậy. Nói cũng như xây dựng tầng 1 tầng 2 mà xây tới tầng 3 tầng 4 hiểu không? Phẹt. Là không dạ. Chứ còn người ra không có ai thấy cái gì. Chỉ ở ngoài kia người ta dòm người ta thấy cái trán ở trong đây đi ra vậy thôi, bóng trắng vậy thôi. Chứ dạ. Người ra không có nhét không có gì hết. Chỉ thấy ông bà ngữ đây đi ra đi vào vậy thôi. À vậy thôi chứ còn người ta không có nhét mình, không có lại gì mình cái gì á. Chào cô về luôn nha. Dạ. Dạ con cảm ơn hai cô. À thì hôm nay á mình đến đây cũng thật là may mắn. Nãy giờ thì mình quay ở phía sau nè cả nhà. Thì bây giờ mình quay lên phía trước đây á, vô tình gặp hai người cô đã kể lại, cô là người dân địa phương ở đây á, kể lại là cái công trình này ngày xưa là nó chưa có hoàn thiện. Rồi chủ đầu tư ở đây á, người ta thi công này nè cả nhà. Nhưng mà có lẽ là do cái công trình này nè, nó cái kiến trúc cái kết cấu với lại cái quy hoạch của nó không có hợp lệ. Vì thế nhà nước ở đây người ta không có cho xây nữa. Rồi công trình này dừng lại rồi bỏ hoang đến bây giờ luôn. Có nghĩa là công trình này khi xưa là xây một cái khu nghỉ dưỡng, resort, khách sạn cả nhà. Nhưng mà nó đã bị vi phạm như thế rồi dừng đột ngột rồi bỏ hoang tới bây giờ luôn. Có một điều là Hoàng thấy khá là đặc biệt là cả nhà biết gì không? Nãy giờ hai cô này á vào đây để mà thắp hương xin số. Để Hoàng sẽ quay cái chỗ đó cho mọi người xem. Tại vì hai cô này ngại, không có dám trả lời. Vì cả nhà cũng biết rồi đó. Khi mà mình đến đây để mà làm cầu xin một chuyện tâm linh, đặc biệt là xin số, thì mọi người cũng biết rồi đó. Người ta rất là e ngại. Thì lúc nãy cô cũng có nói người dân địa phương ở đây á, thường xuyên thấy những cái bóng trắng, những cái người ban đêm xuất hiện, những cái người âm xuất hiện ở trong đây. Thì đó là một trong những điều mà hai cô đã thấy và kể cho mình nghe. Thì chỗ này nè cả nhà. À, bây giờ Hoàng mới để ý là có rất là nhiều người đến đây xin số nè mọi người. Như ngay chỗ này nè mọi người. Lúc nãy mình vào đây cũng không có để ý. Tại vì nằm ở dưới cái nền gạch này nè. Lúc nãy cô đã đổ bỏ hết những cái chân nhang ở đây nè. Người ta đến đây cầu cơ xin số khá là nhiều. Vì như lúc nãy cô kể, đã từng thấy những bóng ma, những bóng trắng trong này. Những cái người cõi âm đã ngự ở trong cái ngôi nhà hoang, cái khu mà chung cư bỏ hoang này. Vì thế người ta buổi trưa vào đây xin số. Thì như lúc nãy cả nhà cũng nhìn thấy, hai cô đến đây thắp hương rồi đốt ba điếu thuốc ở đây nè. Trên gốc cột này cả nhà, đó, từng chữ từng con số nè, bây giờ mình mới để ý nè. Vũng Tàu 83 đầy ở trên gốc cột này luôn. Ở đây nè cả nhà. Ui khá là nhiều luôn. Những cái con số. Để mình sang bên đây xem như thế nào. À tận trên này nè cả nhà. Bình Dương 86, Vũng Tàu số 10. Rất là nhiều ở trên gốc cột này luôn cả nhà. 58 Đài Sóc Trăng. Rồi chỗ này nè cả nhà. Sóc Trăng, Bình Dương. Còn đây là cái số mà lúc nãy hai cô mới vừa vào đây cúng rồi viết lên nè. Bình Dương 87.
Là con số này là con số cô mới vừa cầu xin, thắp hương cầu xin xong cả nhà. Thật sự để mình xem coi chiều nay cái đài Bình Dương nó có sổ con số 87 này hay là không. Tiếp theo thì ở phía đây, ôi đây nè cả nhà, lúc nãy là cô cũng có thắp hương đây nè. Rất là nhiều con số người ta viết ở trên này luôn. Sóc Trăng, Đà Lạt. Thì nơi đây á, hai cô cũng nói rằng là một nơi khá là tâm linh. Đặc biệt là ở nơi gốc cây này nè. Cô đã thấy ông bà ngự trên đây. Người ta cúng vòng ở trong cái khu này rất là nhiều luôn mọi người. Thật sự mình cũng không có ngờ là ở một cái khu mà nghỉ dưỡng, một cái bãi biển du lịch rất là đẹp như thế này, lại có một cái ngôi nhà bỏ hoang mà người ta cho rằng khá là tâm linh. Hoàng rất là thích những cái clip như thế này mọi người. Vô tình mình đi trên đường rồi bắt gặp những cái hình ảnh, những cái ngôi nhà hoang như thế này, mình vào ghi hình, chưa biết những câu chuyện gì bên trong, những thế giới tâm linh. Bắt gặp những hình ảnh giống như là hai cô đi xin số như lúc nãy thì mình thấy cũng khá là thú vị. Vì thế mình rất là tò mò, thích khám phá những cái căn nhà hoang, những cái nơi mà địa điểm tâm linh thú vị như thế này. Còn bây giờ thì clip của Hoàng xin phép được dừng ở đây nha cả nhà. Cả nhà nhớ đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành với Hoàng trong những clip sau. Còn bây giờ thì xin chào cả nhà. Thank you.